Rồi, xin chào mọi người, hôm nay mình làm một cái video clip về đốt độ. Thì ở đây mình sử dụng 5 cái loại cân, giá từ 100.000 cho đến 200.000. Thì mình sẽ xem coi là cái đốt độ nó có chính xác hay không. Thì bao gồm đây là cái mẫu đã được lấy sau khi đốt độ chuẩn xong rồi. Vừa hem để chừa đắt cho cái vấn đề sao nữa. Đây là cái cân chuyên để đốt độ. Đây. Và cái mũ này đã được đốt độ ở chỗ thu mua mũ. Và sau đó là cân được chính xác được cái độ mũ ở chỗ thu mua mũ. Và sau đó sẽ đối chiếu với cái cân chuyên nghiệp có cái kiểm định đây nè. Và đúng với cái cân này luôn. Nó có nghĩa là chỗ thu mua mũ họ đo đúng độ mũ. Và mình sẽ so sánh lại thằng những cái cân rẻ tiền, giá từ khoảng 100 đến 200 ngàn. Thì cái cân mà để anh tải cho em biết, cái cân mà để đo độ mũ như thế này là thường giá phải nhiêu đồng tiền một cái anh? Này 3,5 triệu. 3,5 triệu à? 3,5 triệu, 4 triệu tùy vậy. Nó có kiểm định đúng không? Có kiểm định, nó có tem kiểm định đây. Và bây giờ mình thử là những cái cân từ 100 ngàn cho đến 200 ngàn nó sẽ có cái độ chính xác như thế nào. Đây là mình đang lắp pin vô những cái cân. Những cái cân này thì giá cũng rẻ thôi. Độ sai số nó là từ 1 gram cho đến là 0.01 gram. Thì nếu mà độ sai số nó càng lớn á thì có nghĩa là cái cân nó càng chính xác. Giống như là cái cân này đi, để mình coi độ sai số là nhiêu. Độ sai số nó là 0.1 gram. 0.1 gram. Anh mở bên hông anh. Đúng rồi. Đó, nó có nứt nè. Rồi. Độ sai số 0.1 gram. Còn cái cân này độ sai số là bao nhiêu, mình bật lên là mình kiểm tra luôn nha. Đây là độ sai số là 0.00, là có nghĩa là độ sai số nó là 0.01 gram. Thì cái này là nó bằng với cái độ sai số của cái cân 3,5 triệu kia. Cái đó độ sai số bao nhiêu anh? Độ sai số này là 0.1 gram. Thì trong tất cả loại cân thì sẽ có cái cân này mình thấy độ sai số là cao nhất. Cái này 0.1 là 0.01 gram. 0.01. Anh dùng cái này để anh cân trước đi, để xem đưa hai cái đấy. Để xem cái nào là chuẩn nhất. Đối với trọng này. Anh kéo cái này qua chút đây nè. Kéo này qua chút để mình để hai cái cân qua phía bên đây cho nó dễ. Đây là anh Toản, là cũng là chức vụ anh là cái gì trong hợp tác xã em quên này, phó giám đốc à. Phó giám đốc hợp tác xã là chuyên cái khâu mà đốt độ để kiểm tra, để mà so sánh đối chiếu với những cái người thu mua mũ. Hai cái này là bằng nhau rồi. À, cái này tỷ lệ giống nhau. Nhưng mà cái này nó chưa chính xác đúng không? Đúng 2 số 0 sao? Con này chỉ có 1 số 0 sao thôi. Cái này cũng là độ chính xác 0.1 gram nè, có 1 số 0. Bây giờ mình sẽ cân cái chén trước để mình chuẩn bị nó ra. Đây cũng là 3 gram. Cái này cũng 3 gram và này cũng 3 gram. Để chứng tỏ là thì cái cân này nó có độ chính xác là thì cũng 3 gram luôn. Độ chính xác là cũng ngang ngửa nhau. Tại vì nó cùng cho ra một cái khối lượng hết. Theo dẫn cái này. Đây, 3 gram. Đây là cái dụng cụ mà để anh Toản chiên đồ mũ. Và trong clip này mình cũng sẽ hướng dẫn cái cách để mà mình nhúng ngón tay vô trong cái chén mũ là mình đáng biết là nó bao nhiêu độ. Lát nữa mình sẽ làm cái chương trình đó sao. Trước mắt là sẽ là dùng những cái cân này để mà cân thử xem là cái độ chính xác nó như thế nào, để có thể cân mũ được hay không. Và coi nó có bằng cái cân chuẩn là cái cân điện tử 3,5 triệu hay không. Yeah. Cái này sai số là 0.1. Còn 3 cái này là bằng nhau. Yeah. Cũng ba là chắc do gió, là gió nó thổi. Nó không phải là do gió, cái mà nó chỉ 0.1, tức là ở cái mức độ nó gần, ở nó khoảng 6-7 á, 6-7 mili á.
nghĩa là nó sẽ có nhảy lên hoặc nhảy xuống là 3 chấm dạng giống như là 3.2.97 6 thì nó sẽ nhảy luôn, nhảy tới hoặc nhảy lui nhưng mà nó sẽ không ổn định ở mức 30 vậy. Dạ, vì cái này chính xác nhất luôn, hai cái này chính xác nhất. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành cái thao tác, thì anh Phản sẽ là phụ trách cái thao tác đo độ mũ. Cái công việc này anh làm được bao lâu rồi? Anh có thể là vừa làm vừa hướng dẫn cái cách thức cho mọi người. 11 năm rồi. 11 năm là anh đo độ mũ rồi đúng không ạ? Mình đo, mình thu mua hay mình đo là để mà mình bán? Thu mua bán. À, chung là đều làm hết. Thì những dụng cụ cần thiết là như thế nào và... Dụng cụ cần thiết của nó là cân này. Dạ. Cái chung này này. Chung này thì mua ở 3 tiệm tạp hóa đầy. Dạ. Đi cái muỗng cà phê. À, vậy thôi. Một bình xịt này. Chảo không dính thì chảo không dính là tùy người, người nướng chảo nhôm, người nướng chảo không dính. À, dạ. Thì cái chung này nó đúng 3 gram cũng hay chung quá này, ha. 3 gram này. Dạ. Cũng hay cơ. Về mình sửa chứ. À, khi mà về mà mình sẽ mài bớt này. Lúc à, nó là 4 mấy mà to quá thì không thích. Lấy 30 để dạ, mình dễ cân thôi. Dễ cân. Mà theo ý mình dễ cân. Chứ còn để bao nhiêu được. 3 gram mình hơi bị lạ. Không có đâu, phải về phải mài. Mài cho nó dễ cộng trừ cho dễ. Bây giờ mình sẽ bỏ mũ vô đây cho nó lên thăm bao nhiêu anh nhỉ? 1.300. Slow ấy hả? Ở bên kia kìa. À, là có nghĩa là sẽ là 10 gram mũ nữa. Đây này là mình đo theo chuẩn là chuẩn gram 10. Chầm bảo thắng nó chạy xe tới chứ. Chuẩn gram 10. Là 100mg á. Cái mũ này dùng để lúc mình đây. Rồi. Đúng luôn. Rồi bây giờ tiếp theo là gì anh thử qua mấy cái này có đúng không? Cân này. Đúng 13 luôn, chính xác. 130. Cái này lấy số tròn là sao dạ, cân khó này. Cân hàm lượng khó. Dạ. Có nghĩa là anh Toản anh làm chuyên nghiệp rồi nên ảnh rót ra đúng 10 gram rất là dễ. Chắc mình thì mình nếu mình làm thì nó khó. Chắc có tắc này, để lâu quá tắc. Ừ, coi này đúng 13 luôn, có nghĩa độ chính xác là nó gần như là giống nhau. Rồi đúng 13 luôn. Ok. Sao trên lệch nếu cân nó đã ổn định. Mình còn một cái cân bự nữa nhưng mà mình không làm, tại vì cân này nó sai số 1 gram nên mình không có làm cái cân đó, nên mình chọn 4 cái cân nó sai số là từ 0.1 gram cho đến là 0.01 gram thì cái này là chính xác nhất là 0.01 gram nè, là bằng với cái cân mà 3.5 luôn. Còn ba cân này thì nó chính xác nó 0.1 gram thôi. Ôi, con tỷ hư cái bò rồi. Cái chai đó thì mình để tráng đúng không anh? Đúng rồi. Để xịt cho nó ra hết tất cả các mũ ở trong cái chén thì nó mới chính xác được. Cái này nãy làm hư vòi của bố rồi. Con bắn nãy bị vậy. Đúng không? Không. Mày bởi quá không. Cái vòi áp lực mạnh để cho nó chén được cái lớp mũ vào trong. Tơi lên thì dễ rửa. Rồi sau khi cái chén đã sập mũ thì mình đã rửa sạch mũ thì bắt đầu là mình nướng mũ. Quá trời nước luôn. Nước còn nước phá quá. Thì lát nó bốc hơi hết thì cũng đâu ảnh hưởng gì đâu anh. Lâu chứ. À nó lâu thôi chứ đâu ảnh hưởng gì về cái hàm lượng đó. Không, khi mà mình cân cái này rồi thì đổ nước vào đây thì mình chỉ là lâu thôi. Dạ. Chứ còn cái ảnh hưởng đến thì không. Không quay được hả? Rồi coi, tài xế thì kém chứ hả? Cái cân này nè, anh chuyên cân mũ thì giá hơi đắt, 3.5 triệu. Gì đấy? Cái này là thường là có một cái hộp đựng nữa nè, cái hộp kiến hay hộp nhựa đựng đó. Mở trong đây cho nó an toàn, hơi đạp rồi coi như đền 3.5 triệu hơi căng. Trả tiền cho thay em ơi. Khác nữa mình sẽ có một cái hướng dẫn làm sao cho mà nhúng tay vô mũ là biết bao nhiêu độ nhé. Ủa kêu 5 ly mà. Kêu 5 ly hả? Dạ. Có nào có 1 ly nào lấy được. Ừ cái thằng 5 người có 1 ly.
Không, cà phê mày uống không? Mày có nước cam trắng á. Ba cái cơm này rẻ tiền thôi, dưới 200 ngàn, từ 100 đến 200 ngàn thôi. Bốn cái cân. Ừ, ừ cứ đợi đấy. Mẹ ơi, em đợi tiền cà phê. Chưa. Ờ. Hả? Em mới trả gì đấy? Cái này mà lúc mình khi nó sôi rồi á, nó phải mở lửa nhỏ lại. À để nó khỏi bị khét cháy đúng không ạ? Nó cái khi nước sôi này, nó cứ bùng, nó bùng lên. Nó văng ra ngoài. Sôi, nó văng ra ngoài. À. Mất độ người ta. Mất độ ta. Khách hàng mà nướng hàm lượng này là khách hàng khó tính lắm. Dạ. Khi mà người ta sử dụng nhiều, ta khó tính lắm. Mức độ sôi rồi cái lượng nướng, lượng điều chỉnh màu của mũ này, này là mình phải làm thật kỹ. Nếu mà nó khét quá thì nó mất độ đúng không? Ừ. Tất nhiên là cái mức độ chênh lệch nó không đáng kể. Đối với như nhà vườn 1-2 gem mổ nó không đáng kể, nhưng mà mình làm giết thì người ta cũng không thấy hài lòng. Cái cân, ba cái cân mà sai số 0.1 gem thì nó đo được đơn vị gem không? Cái này đo gem được này. Cái này đo gem được. Còn những cái này là không, nó lấy số tròn. Từ 7 trở lên là lấy số tròn. Dưới 6 là nó lùi lại. Nếu mà 0.01 thì độ sai số của nó này lấy được gem nè. Nếu mà đo 10 gem cái này lấy được gem. Cái này lấy gem này. Còn ba cái này là ba cái này lấy số tròn hết. Lấy số tròn hết, không lấy gem được. Thì trên thị trường cũng có một loại cân nhỏ nhỏ như này. Là cũng lấy số tròn, lấy hai số. Nhưng mà bây giờ là đa số các đại lý là toàn bộ là những công ty nó đi chi nhánh đi mua, thu mua toàn bộ là cân 3 số hết. Cân 3 số hết à? Là cái này đúng không? Này là cân 3 số thôi. À. Chứ nó không sử dụng cân này. Cân này, cân cái này ví dụ như 34 là nó chỉ 34 thôi. Dạ. Ba thứ hai cánh nó không có chút. Bây giờ muốn nhiều phải tính bằng gem chứ đâu làm tròn được. Ví dụ nó nhà mà chẳng hạn như nó độ tầm 4-5 tấn hàng ngày á. Dạ. Thì buộc phải lấy bằng gem nhiều. Còn nếu mà nhà vườn cân mũ họ bán 1-2 tạ thì cái này đáp ứng được anh? Ba cái này đáp ứng được. Giờ là trên này người ta không cho sử dụng, gần như không sử dụng. Không sử dụng luôn. Toàn bộ lấy bằng 3 số hết. Mùi giống như mùi trứng rán á. Thơm. Hồng ha, rớt ra ngoài không? Mà mấy cái người họ đo mũ họ có làm cái cắt hông này không, hay là chỉ có mình làm không? Không, không. Tại cái mặt này nó không có xe khô này. Nhưng mà sao em thấy có một số người cân mũ không thấy họ hông? Ở đây trên khu vực này là mặt buộc phải hông, đè hết. Có được không? Tính nữa nhỏ lại nữa. Anh Phản làm cao su lâu năm thì anh có thể nào mà anh nhúng ngón tay vô trong mũ anh biết độ mũ được không? Khó lắm, cái này thì chỉ là về tương đối thôi, chứ còn nếu mà làm mà giờ mà bảo 100% gần như vậy. Chỉ có nhà vườn mình ấy, của mình ấy, thì mình thường đi làm là có thể là dũng vào thì cái được, chứ còn là giờ ra làm mà ngoài làm lâu vậy thì không dám bảo đảm. Đây là mũ của anh Bắc. Anh Bắc có 2.500 cây cao su và làm theo phương pháp áp thiết khoan lấy mũ. Thì độ mũ của anh là dạo này là vườn anh là độ mũ là khoảng bao nhiêu à? Hơn 40 độ, giữ từ đầu mùa đến giờ luôn. À, nó cũng tùy giao, nó giao nhiều thì nó hàm lượng thấp hơn, nhưng mà trung bình 2.500 cây là tháng rồi 4-6. 4-6. Nhận được 37-87. À, là trung bình. Cộng là hàng ngày chia đều đó. À. Năm ngoái năm nay sản lượng mũ nó như thế nào? Nó tại năm nay em hạ thấp hơn mặt cạo so với năm ngoái. Năm ngoái làm cao, năm nay làm thấp, mà mũ nó vẫn đạt. Nó cũng ngang với năm rồi. Một cái năm nay là giá mũ hơi kém nên thu nhập nó thấp hơn năm ngoái. Chắc chưa là cảnh. Năm nay Covid thế được rồi, đòi gì nữa. Có thất nghiệp mình là 2 triệu cũng mừng lắm rồi. 2.500 cây tính ra cái thời gian làm trong 30 ngày là mình làm bao nhiêu ngày trong 30 ngày? Trước làm khoảng 21 ngày, nay chắc sắp tới chắc rút ngắn lại còn 15 ngày. Là sao rút ngắn được? Thì làm ví dụ như làm ngày 3 mẫu rồi nghỉ. À. Một ngày mình làm 2 mẫu. Là lấy hết đời mấy? À, tùy. Như những nhát đầu thì mình làm D5 thì mình làm 2 ngày, mình nghỉ 3 ngày.
không thì mình nhát thứ hai mình làm 2 ngày, mình nghỉ 2 ngày là thành D4. Thì nếu làm D5, D4 về sản lượng so với cạo hồi xưa như thế nào? À, nó cao hơn, nó đột biến. Tính ra tính theo tháng á, nó giữ mũ được, nó độ nó cao, mà sản lượng là hàng tháng nó không có chênh lệch nhau. Rồi mũ hàng năm là nó vẫn giữ từ nó giữ từ cái mức đó nó tăng nhẹ nhẹ lên. Rồi so sánh với cạo, nếu mà hồi xưa mình cạo thì so sánh với cái so với cạo thì nó nhiều lắm. Tại cái cạo là anh thua cho mình cạo cái mạch cạo nào, miền gốc thì nó mũ nó khác, sản lượng nó khác. À. Rồi còn khi mình cạo trên cao mình đi xuống thấp hàng năm, càng ngày càng thấp là mũ nó càng ngày càng ít. Nếu mà cạo truyền thống thì nó chỉ có nhiều mũ những cái năm xả miệng mới hoặc là ướp miệng mới. Đó là nó mới nhiều mũ, nó giữ được mũ. Nhưng mà sau hàng năm mà nó tụt dần theo sản lượng theo hàng năm. Còn như là cái này thì nó giữ mũ được. Mỗi năm nó tăng nhíp nhẹ lên và cây nó ổn định da, nó mình còn sử dụng được nhiều, nó giữ được da. Đó, mà sản lượng mũ với sản lượng mũ với lại hàm lượng nó giữ, nó tăng nhẹ. 2 năm qua làm cây anh chết nhiều không? Chết được bao nhiêu phần trăm chết rồi? Chết nhiều, chết người. Người người làm nhiều quá, suy nghĩ nhiều. Nó khỏe quá. Nên là muốn làm tăng thu nhập thì chết người thiệt á. Ơi nhớ tầm bậy đây đi về nhá. Nhớ ra đâu. Mới lấy thằng đấy rồi không cần chọn dính rồi cần chọn dính bóc cả đây là mũ này. Của khoan lấy mũ nè, nó cũng bình thường như mũ truyền thống thôi, chọn dính này dở nó có dính rồi cái này kia rồi bây giờ mình chọn nhôm tra nhôm nó bị dính nên là phải miết miếng lâu rồi chọn dính này có nghĩa là sau khi là nước bốc hơi hết thì mình sẽ ra được một cục mũ và cục mũ đó là nó là mũ nguyên chất, không sai luôn, không sai luôn, đồng cùng luôn, 4-4 mắm tay mắm thế nào rồi vậy chứ được nha, đó 4-4 là 40 đầu 4 gem đúng không? Đúng rồi, hồi nãy mình đang là 40 đầu 4 gem luôn, đúng rồi. Ồ, vậy là nếu mà cái cân này nó chính xác nó bằng cân kia luôn. Cái này nó lấy ra trên lệch ha. À, này 40 thôi. Cái này nó chỉ lấy tròn, nó không lấy lấy tròn số. Hai số là lấy tròn. À. Lên 6 là lấy lên 41 đấy. À. Bởi nhân dân giờ nó đi mua, nó thứ nhất đi mua kể cả như mình ở đây người tiêu dùng người bán hàng. Là cái đắt nó bằng hai số. Còn à, 3 số. Thì nó chênh nhau có 1 độ. Nửa độ. Đó. Anh nhìn là nửa độ. Nửa độ nhưng mà còn nói chung là cân thì có thể là sống có thể là chết nếu người đi thu mua kể cả người bán vậy. Được là được mất. Anh thử tiếp qua mấy cân kia coi sao. Đó. Rồi. 40. Gió gió. Gió thì nó lên. Tại cái này nó trên 40 rồi. Cái gió nó đẩy nhẹ cái là nó cân nó các tự nó ấy nó đè lên rồi. Đang mạnh. Là 40 đúng 40 luôn. Này nó gió nó nhạy cảm lắm. Nên hàng kia là cái nó chỗ ba mũ là họ có cái đồ họ bọc lại luôn. Thường là phòng kín. Này đã 40 luôn. Kín. Ok. Vậy là anh đánh giá gì về cái ba cái loại cân này? Nếu mà dùng ba cái bốn cái loại cân này để cân độ mũ thì anh thấy như thế nào? Được hay không? Thì nên là sử dụng cái này hơn này. Cái loại này này. Bởi vì kể cả người thu mua lẫn người bán ấy, nó rất tiện, không bị mất. Độ sai số nó thấp luôn. Còn như cái này sai số nó tính bằng gần nửa độ. Dạ. Gọi là nửa độ nếu mà số 5 ấy, tức là 40 chưa được 41 ấy. Là nó bắt đầu nó tụt lùi còn 40. Có nghĩa là 40.6 thì nó thành là 41. Còn 40.4 thì 40.5 thì nó 40.4 dưới 40.5 thì nó thành 40. Thì nó sẽ làm mất độ. Đó nên cái này nó chỉ khi mà cân độ thì nếu mà cân mình bán chuyên đó mình kiểm tra coi người ta có cân độ đúng cho mình thì mình dùng cái này thì cũng ba cái loại này. Nếu như mà bây giờ cái sử dụng bằng gem ấy cùng nhau thì phải sử dụng một cái loại giống nhau. Khi mà cân như bọn tôi đang đem cân này là cân của nhà mua để đối chiếu với người đi mua này, mua về là để khi mình lâu lâu mình kiểm tra ấy. Nếu mà cân của họ mà có sai số là mình bắt họ bồi thường từ cái lúc chi thu lại, cân từ lúc mình phát hiện thì lùi lại cân, 3 tháng là anh bồi thường tôi bán đủ 3 tháng mà chi thu bằng cách nào, cái hàng bằng cái trên là đỏ đây, ví dụ là chênh lệch 1 độ là cứ nhân số tấn hàng ngày lên cộng với cái thời gian đó, rồi nhân số tiền cái kỳ đó trả. Vậy ha.
Vậy nói về là nếu mà mình dùng cái cân này là mình có thể đối chiếu được cái cân sai số 0.01. Đúng rồi. Cân 3 số. Cân 3 số. Còn ba cái cân này chỉ là dùng để mà mình so sánh chung chung để coi là người ta có ăn gian độ của mình. Tương ứng thôi, rồi lấy tương ứng. Hay không. Có nghĩa là với cái sai số nó là nửa độ. Nhưng mà ở đây thì trước này cũng sử dụng cái cân 2 số cách đây khoảng 5, 6 năm. À. Mà thôi không sử dụng. Chắc đó giá cân nó mắc quá đúng không anh? Cân 3 số giá mắc quá đúng không? Ừ, cân 3 số thì giá mắc thì cái hiệu quả nó lại chuẩn hơn. Dạ. Thì với cái cân này thì giá nó tầm tầm khoảng 150.000 thì nó cân được cái độ mũ của mình tương đối chuẩn xác. Nên bà con nào có nhu cầu mà muốn kiểm chứng lại á thì mình có thể trang bị những cái cách như này, một cái chảo rồi một cái chung đó thì mình không cần phải nhất thiết là 3 gram mà có thể là 4 5 gram 6 gram thì mình chỉnh thêm 10 gram mũ vô. Mai là anh làm chuyên nghiệp anh cần mai, đôi khi ta cân lâu ta cân, đôi khi này 4 gram đi. 4 gram rưỡi đi thì khi mà mình đổ mũ vô thì mình cho nó 10 gram nữa mình cộng lại là được 4 gram rưỡi. Dạ. Cái này nó cao lên nó khó làm rồi. Dạ. Phải mài đi cái độ thấp nó vừa đấy, ví dụ cái chung này mình cân nó nửa là đủ. Thế mình làm dễ. Dạ. Cái cao này mình múc khi mình à, mà mình làm không nhắm được quá. Không nhắm là được. Khó. À, dạ. Khó mà múc này. Bỏ dưới đất là được chị. Bỏ dưới đất. Rồi ok, đây là cái chương trình mà cân độ mũ và đó, dùng những cái cân rẻ tiền mình xin chấm dứt tại đây. Thì cái cân này nó đạt cái chất lượng. Cái đấy đạt đạt chất lượng cho mình là nó là sai số của nó chỉ là sai số của nó là chỉ tính bằng gram thôi, nó chính xác bằng gram luôn. Còn ba cân này thì mình chỉ đối chiếu thôi chứ không chính xác được, thì nó không chính xác cái đâu bị gram được mà nó chỉ chính xác cái đâu bị độ lấy thôi. Số tròn, lấy số tròn cân này, cân lấy số tròn. Còn đây là cái cân chính xác thì có giá 150.000 thì mình sẽ bán tầm khoảng như cái kia là 3 triệu rưỡi thì cái này mình bán như anh nhỉ, chắc mình bán tầm khoảng 2 triệu được nhỉ. 18 đi. Thế thì anh là lấy thêm cái tem kiểm định, lấy thêm cái tem kiểm định dán lên bán được 18. Tem kiểm định là được 18. Yeah. Thực tế cân này nó mắc cũng là nhờ cái mắc do cái kiểm định ấy. À vậy ha. Cái công kiểm định cao lắm. Dạ. Yeah. Vậy cái công kiểm định mình làm dán vô là được thêm tầm khoảng 1.5 triệu. 1.6 nữa. Người ta kiểm định á, chứ anh đừng kiểm định, người ta bắt anh luôn. Đúng rồi. Đây, độ sai số của nó là 0.01. Cái đó sai số là yeah. Chuẩn đấy. Sai số chuẩn 200g, 0.01. Là biết độ mũ là bao nhiêu. À, mình nhìn, bây giờ anh nhúng là biết rồi nè. Anh nhìn, anh nhúng vô, anh biết là nè, 40 độ luôn là bắt. Nha. 40 độ thì nó biết rồi. Nhúng xong. Đâu 40 đốt, 40 không đốt. Tay mình là nhìn mình biết là cái này 40 độ nè. Thấy không? Đó là em nhìn em thấy 40 không đốt. Ừ. Vậy luôn hả? Trinh. Mấy anh chuẩn là mấy anh đi làm lái mũ rồi, không cần phải. Đó, bây giờ làm cách nào mà mình biết được là nhìn mũ đáng độ thì các bạn theo dõi tiếp cái video clip sau này của mình nhé. Xin chào mọi người.